anh chị và các bạn. Chúng ta tiếp tục gặp nhau trong khóa học Content Marketing, giúp các anh chị và các bạn có thể là làm content, tức là sản xuất nội dung cho tất cả các nền tảng của mình. Điều này rất là tốt và rất là tuyệt vời dành cho những người bán hàng, những người làm nhân viên marketing, những người chăm sóc website, fanpage cho khách hàng, hoặc là những người khởi nghiệp làm kinh doanh thì chúng ta cũng có thể quản lý được nhân viên của mình. Thế thì bài học ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn một cái mẫu đơn giản. Tôi nói trước là một cái mẫu đơn giản, một cái kế hoạch mà tôi lập cho một cái công ty làm content cho các cái nền tảng của mình như thế nào. Trước hết thì tôi sẽ nói về cái điều kiện để làm cái này. Thứ nhất là nhân viên công ty thì có khoảng 3 người phụ trách về online marketing nói chung. Đấy. Và cái công cụ mà để phát triển cũng như là để đăng tải thì công ty có là website chính thức, đúng không? Fanpage chính thức và kênh YouTube chính thức. Ngoài ra có những cái không chính thức như là group kín hoặc là Zalo hoặc là những cái tài liệu mà để phân phối cho khách hàng hoặc là gửi email cho khách hàng, nhưng mà cũng không sử dụng email marketing mà sử dụng theo cách là gửi email thông thường thôi. Thế thì bây giờ đầu tiên thì chúng ta sẽ có thể chia thành một cái bảng Excel bao gồm là các cái hàng vào cột, ví dụ như là đề mục công việc, mô tả công việc, người thực hiện, người phối hợp, kết quả đạt được, chi phí, ghi chú, vân vân. Đấy là một cái bảng Excel mà chúng ta vẫn thường thấy, đúng không? Thế sau đó trong đề mục thì tôi chia nó ra thành các công cụ. Thí dụ như là công cụ thứ nhất là tôi chia ra là công cụ fanpage của công ty. Đấy, và sau đó thì tôi sẽ mô tả cái công việc trong fanpage của công ty là gì, phải làm gì, đúng không? Thí dụ như là tôi yêu cầu là phải đăng bài, một ngày mấy bài, đăng vào giờ nào, đăng chủ đề gì, bài ở đây là bài gì, bài có thể là dành riêng cho fanpage hay là bài có thể share từ website sang. Đấy. Và bài đây là đánh vào sản phẩm hay là bài đây là bài để khuyến khích mua hàng hay là định hướng mua hàng hay là PR về nội dung, hoặc là cũng có thể có những cái video hình ảnh vân vân. Đấy là cái về phần fanpage. Ngoài ra thì tôi cũng sẽ có KPI là một tuần phải tăng được bao nhiêu like, một tuần để cái lượt tiếp cận tự nhiên là phải bao nhiêu, chứ không phải là các bạn cứ đăng lên là xong. Đấy là mô tả công việc kèm với KPI về mặt số lượng, là mấy bài trong một ngày, mấy ngày trong một tuần, về mặt số lượng bài, tiếp cận được bao nhiêu, like được bao nhiêu, share được bao nhiêu và làm nào để tăng share. Ok. Đấy là thứ nhất là về fanpage. Thứ hai là về website. Về website thì tôi sẽ tập trung vào viết bài và sell bài. Đấy, viết bài cho website giới thiệu các cái dòng sản phẩm ABC gì đó của công ty. Mỗi ngày tối thiểu 2 bài, đúng không ạ, về sản phẩm ABC đó. Mỗi bài là phải từ 600 cho đến 1.000 từ, cộng với lại 2 đến 3 hình ảnh. Hình ảnh ở đây phải được Photoshop, phải được chụp bằng máy chuyên nghiệp, chỉnh sửa đẹp mới cho lên. Ảnh cũng phải đặt theo tiêu đề và phải có thẻ hashtag này kia theo chuẩn SEO. Ảnh thì cũng phải đặt thẻ ăn ảnh vân vân. Đấy. Những cái chủ đề mà tôi gợi ý để viết như là giới thiệu sản phẩm, với giới thiệu quy trình sản xuất, giới thiệu nguyên liệu, tính năng cao cấp, ví dụ như là siêu cái gì đó, siêu bền, siêu bám, siêu dính gì gì đấy, đối với một công ty cung cấp một cái sản phẩm cụ thể. Rồi thì PR về CEO, đúng không ạ, rồi PR về khách hàng, PR về đại lý, PR về hệ thống. Đấy là những cái gợi ý về bài viết của tôi. Tuần này chủ đề đánh vào cái này, tuần sau chủ đề phải đánh vào cái sản phẩm khác, tuần sau nữa đánh vào chủ đề khác. Và ăn theo trend, ví dụ như là sắp tới 8 tháng 3, sắp tới là 30 tháng 4, hoặc là các sự kiện cũng có thể đưa lên trên đây. Đấy. Những bài viết nói về kỹ thuật, nói về sản phẩm, nói về công dụng, nói về cách thức thi công thiết kế, nói về những cái nhất, những cái từ khóa liên quan đến SEO thì chúng ta có thể tìm ở trên các công cụ Google tìm kiếm, hoặc là Google Keyword Planner chúng ta làm. Đấy, thì chúng ta cũng đăng bài so sánh và phân biệt sản phẩm vân vân. Chúng ta hoàn thiện về việc là thay đổi tính năng của website, cập nhật thêm tính năng này, cập nhật thêm tính năng kia, thay đổi banner, thay đổi thiết kế giao diện, vân vân. Thì đó là những cái nội dung mà nó trực tiếp liên quan đến website. Và sau khi đăng bài xong trên website,
thì cũng phải sử dụng fanpage hoặc là group của công ty để chia sẻ cái nội dung này. Thậm chí là phải chi tiền làm quảng cáo nếu mà đối với cái phần chúng ta làm quảng cáo, đúng không ạ? Công ty thì cũng sẽ có group kín bởi vì nó liên quan đến vấn đề truyền thông nội bộ. Truyền thông nội bộ cũng là một cái mảng mà chúng ta người phụ trách về marketing cũng phải làm content. Thì thí dụ như là chúng ta có thể sưu tầm những cái bài viết về chuyên ngành, về sản phẩm, những bài viết tích cực, những bài viết để mà tăng tư duy, tăng năng suất lao động, những bài viết mà nói về hoạt động nội bộ của công ty, những hình ảnh, những video hoặc là những cái live stream làm việc. Tất nhiên và mức độ kín và mức độ bảo mật an toàn thông tin thì tùy thuộc vào từng công ty. Hoặc là mình cũng có thể tạo ra tạp chí của công ty, ví dụ tạp chí như là Người Viettel hay Người FPT đấy, thì họ có đấy, thì chúng ta cũng bắt chước họ. Chúng ta cũng có Người PA Marketing hay là PA Marketing Team hay là ABC Team, ví dụ thế, đúng không? Cũng rất là tốt. Rồi thì tổ chức sinh nhật, làm thiệp chúc mừng sinh nhật cho khách hàng, làm chúc mừng sinh nhật cho nhân viên. Rồi đấy, thì chỗ đấy cũng là cái chỗ tài nguyên để có thể chia sẻ, để làm group kín nội bộ, có thể trên Facebook group hoặc là trên Zalo. Đấy, số lượng là một ngày 2 bài. Đấy, chủ đề tôi đã nói đấy, đấy là cái mà tôi nói. Rồi thì chúng ta bắt đầu là lên các cái website về chuyên ngành, chẳng hạn như các bạn bán sản phẩm công nghệ thì các bạn phải lên các website chuyên ngành về công nghệ, chẳng hạn như là Tinh Tế hay là Nhật Tảo, hoặc là các bạn cũng phải vào các cái diễn đàn phù hợp để mà đăng các bài viết của mình lên trên đó. Thứ nhất là tăng backlink cho website, thứ hai là tăng độ hiện diện, và thứ ba là miễn phí để tiếp tục và giới thiệu, bởi vì chúng ta có nhiều thời gian mà, đúng không? Thế rồi đối với kênh YouTube thì tôi yêu cầu là gì? Các bạn phải sản xuất video đăng với tần suất là 2 ngày cho một video, tức là một tuần tăng từ 3 đến 4 video. Đấy. Chủ đề là ví dụ về giới thiệu về sản phẩm, công dụng sản phẩm, quy trình sử dụng sản phẩm, bảo quản sản phẩm, pha chế sản phẩm, bí quyết làm sản phẩm, hậu trường, hậu kỳ. Rồi thì những cái khách hàng sản, rồi thì những cái cách mà đưa sản phẩm vào trong quá trình thi công thiết kế. Đấy, thì chúng ta cũng phải là gì ạ? Có nhân viên sản xuất video, có nhân viên biên tập, có nhân viên tạo kịch bản, có nhân viên tổ chức sản xuất, đăng kiểm duyệt trên YouTube. Rồi thì video cũng phải có intro, outro, phải có nội dung cảm ơn này kia. Rồi thì cũng phải làm, nghĩ đến chuyện là những cái video liên quan đến composite, những cái bộ phim nói về cái nghề này chẳng hạn, rất là thú vị, đúng không? Hoặc là sản xuất những cái video mà có khả năng lan truyền mạnh để cài cắm thương hiệu của mình vào, nhưng mà vẫn đảm bảo được cái uy tín và thương hiệu của chúng ta. Đăng lên YouTube thì đăng như nào, tiêu đề đặt như thế nào, rồi thì để các cái hashtag cũng như là để cái meta tag ở trong YouTube để làm sao SEO nó lên, link video này sang video kia, đấy là cách mà chúng ta sẽ đăng lên YouTube, đúng không? Thế rồi quảng cáo trực tuyến thì bây giờ là chạy Facebook Ad thì chạy sản phẩm gì, nội dung gì, đúng không ạ? Mục tiêu là tiếp cận bao nhiêu lượt, chạy bao nhiêu tiền, ngân sách như thế nào, hình thức media vân vân, chạy quảng cáo Google AdWords tìm kiếm hay là Google AdWords hiển thị. Đấy, viết bài PR báo chí, viết mấy bài, số lượng là bao nhiêu, đăng báo nào, rồi thì tần suất đăng, nội dung đăng, ai viết. Thế rồi thì đến việc chăm sóc khách hàng, đúng không? Gửi email marketing, newsletter cho khách hàng, gọi điện thoại, gửi tin nhắn Zalo, rồi thì chăm sóc khách hàng, chương trình sinh nhật, chương trình du lịch, chương trình quà tặng, vân vân. Các cái dịp này, dịp khác, 8 tháng 3, 30 tháng 4, mùng 2 tháng 9, rồi thì lễ Tết dương lịch, Tết âm lịch. Đấy, gửi SMS chúc mừng họ, hoặc là ngày mùng 1 âm lịch gửi chúc mừng họ cũng rất là tốt. Chúc họ một cái ngày mùng 1 là vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, triệu sự bất ngờ, đúng không? Đấy cũng rất là thú vị, các bạn nên làm. Rồi thì vấn đề hotline thì phải tập huấn, trả lời các câu hỏi một cách hoàn chỉnh và tạo thành cẩm nang. Bởi vì một số công ty lớn là phải có hotline, đúng không? Phải có cái đơn vị mà gọi là online support, tức là chăm sóc khách hàng trực tuyến. Thế rồi thì những cái hình thức quảng cáo nội bộ hoặc là quảng cáo thông qua hệ thống của khách hàng, như là TV, như là banner, như là biển hiệu, thì chúng ta cũng cần phải thiết kế.
chuẩn hóa in ấn số lượng là bao nhiêu, đối tác như thế nào, rồi thì bao bì, catalog, rồi thì brochure của sản phẩm vân vân, thì chúng ta cũng sẽ phải thiết kế và có cái kế hoạch. Rồi thì chúng ta có thể ra cuốn cẩm nang về ngành, về sản phẩm của chúng ta cũng rất là tốt. Rồi thì chúng ta có thể là hỗ trợ truyền thông quảng cáo cho đại lý của chúng ta hay là cho khách hàng của chúng ta. Chúng ta có danh sách, chúng ta làm những cái gì cho khách hàng vân vân. Để chúng ta có thể là phát triển, tất cả những cái nội dung như vậy là đều nằm trong cái phần về content, bởi vì nó cứ liên quan đến hình ảnh, liên quan đến video, liên quan đến bài viết, liên quan đến file là của bên mình hết, làm content hết. Và cái đội ngũ như vậy có thể là có người làm quản trị web phải biết thiết kế Photoshop, có người làm video phải biết thiết kế Photoshop, có người viết bài phải biết thiết kế Photoshop, và một người quản trị nữa. Tôi nghĩ khoảng 3-4 người trong một cái phòng như vậy là ok cho một cái công ty cũng quy mô vừa và nhỏ, chứ không phải là quá lớn, cái mức độ công việc là có thể làm được. Thì đấy là tôi vừa gợi ý cho các bạn một cái nội dung và một cái bản kế hoạch nho nhỏ cho một công ty làm content marketing như thế nào. Và để chi tiết hơn thì các anh chị có thể xem trên video từng phần kết hợp với hình ảnh, và sau đó thì các anh chị có thể tải cái file này về để tham khảo. Tôi nói trước là chỉ để tham khảo thôi, chứ không phải là mình sẽ áp dụng cho mình. Bởi vì tôi viết một cái này là tôi viết cho một công ty trong một lĩnh vực khác. Các bạn căn cứ vào đây, các bạn phiên sang cho mình để làm sao mà mình cũng làm được, mình cũng làm tốt. Cái điều quan trọng nhất đối với content ấy, tôi chưa nghĩ đến chuyện hay hay không hay, mà tôi đánh giá rất cao cái chuyện là chúng ta phải kiên nhẫn, chúng ta phải bền bỉ, chúng ta phải đạt được mục tiêu. Thí dụ như video, tôi muốn mục tiêu là 3 video một tuần là chúng ta phải đạt được. Tôi chưa cần quan tâm đến chất lượng nha. Tôi đưa lên đấy 100 video cả đã. Có người xem, có video được 10 lượt xem, có video được 100 lượt xem, có video được 1 vạn lượt xem, có video được 50 vạn lượt xem. Ok, rất tốt. Vậy tôi sẽ rút kinh nghiệm là cái này tại sao nó được 1 vạn, cái kia tại sao được 2 vạn. Đúng không ạ? Cái kia tại sao được 10 vạn. Thì tôi sẽ giải thích và sau đó tôi sẽ đi tìm những cái hướng để tôi sản xuất. Tất nhiên trước khi mà tôi làm, tôi đã nghiên cứu rồi, tôi đã nghĩ rằng là hướng này là tốt thì tôi mới làm rồi. Nhưng mà làm thực tế, khách hàng người ta thấy người ta không xem. Và những cái thứ mà mình nghĩ là không tốt hay là mình nghĩ là nó cũng bình thường thôi, khách hàng người ta lại xem nhiều, vậy mình sẽ phải làm như vậy. Bởi vì mục tiêu của chúng ta là view, đúng không? Mục tiêu của chúng ta là lan tỏa thương hiệu. Thế nhưng mà chúng ta phải làm đa dạng. Giống như tôi là một chuyên gia về marketing online thì tôi sẽ sản xuất rất nhiều các cái bộ khóa học khác nhau, từ Facebook marketing, sell web, Google Ads, đúng không ạ? Email marketing, content marketing, sale, kinh ngập sale, fashion marketing, F&B marketing, rồi thì spa and mỹ phẩm. Đấy, tức là làm đẹp, những cái kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp, marketing trong lĩnh vực làm đẹp. Rồi thì sale trong bất động sản, rồi thì tele sale, đúng không ạ? Rồi thì những cái phương pháp tìm kiếm khách hàng vân vân. Tôi phải mở rộng ra vì tôi không biết chắc chắn rằng là điều gì khách hàng sẽ thích. Đó. Thì tôi làm và sau đó khách hàng sẽ phản hồi rằng là tôi thích cái này, thì tôi sẽ tiếp tục đi theo cái hướng vậy. Đấy là cái quan điểm của tôi về content. Làm thừa còn hơn là làm thiếu. Tất nhiên tôi nói rằng là quan điểm thì có thể đúng, có thể sai. Quan điểm có thể phù hợp với người này, không phù hợp với người này. Ví dụ như là chẳng hạn có những bạn làm việc cùng với tôi, bạn nói là em làm ít nhưng mà em phải làm chất. Rồi, ok, tôi đồng ý, bây giờ bạn làm ít nhưng chất. Nhưng điều gì đảm bảo rằng là video hay hình ảnh hay bài viết của bạn chất? Bạn đưa lên đi. Bao giờ tôi thấy rằng là 1 triệu lượt xem thì tôi đồng ý là bạn chất, bạn cứ làm như thế. Còn nếu bạn đưa ra là chất, bạn làm cũng 10 lượt xem, 100 lượt xem, mà tôi làm không chất cũng 100 lượt xem, vậy thì bạn hãy trả lời là tôi cần 100 cái không chất hay là tôi sẽ muốn đợi một cái chất nhưng mà mất 1 tháng cũng 100 lượt xem, và một cái không chất cũng 100 lượt xem nhưng tôi chỉ làm mất 1 tiếng đồng hồ. Bạn trả lời đi. Cho nên đối với tôi, số lượng, chất lượng và cái mức độ kiên nhẫn để mà làm là quan trọng. Sai có thể sửa, xấu có thể làm đẹp hơn, chưa tốt có thể làm thành tốt, nhưng quan trọng là mình phải hiểu biết về điều đó, về mặt content. Vâng, xin chào và gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều. Bye bye.